Chào tất cả mọi người nhé. Nay em Khui Phùng giới thiệu cho mọi người cưa xích Captain 170 hay 180 ha. Nhưng bản hiện tại giới thiệu mọi người là full box 180 ha. Phụ kiện đi theo máy cùng đầu mở này, vít chỉnh, bao lam này hơi ngắn ha, lam và xích đầy đủ hết ha. Và đây là đầu máy. MF180 ha. Máy đẹp lan ken. Rất đẹp ha. Con này vít thông 38 ly. Và dung tích xi lanh của nó rơi tầm khoảng 30 mấy cc thôi. Mặt ốp lam ha. Hàng này thì anh em cưa trong gia đình. Để mấy nhánh các kiểu. Hàng này sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người, Made in China, nơi sản xuất của nó, nhà máy đặt ở ST. Và hàng này là hàng chính hãng, cam kết 100% hàng chính hãng nhé. Chính hãng thôi. Nhưng có nhà máy thì đặt bên đó ha. Quá đẹp. Đây là bảng điều khiển này. O là tắt máy ha, Y là dùng này. Bó hết ga. Đẩy xuống là đóng cái le gió này. Nó giật một hai cái nó nổ, anh em đẩy nhẹ cái rồi nó nổ tiếp, anh em bóp ra cái nó bật về y là anh em dùng thôi. Bình chứa nhiên liệu, bình chứa nhiệt thẳng, giá đang rất là tốt nha anh em. Giá đang rất tốt cho anh em nào mua ha. Thì mình sẽ để giá ở màn hình thì tùy theo thời điểm nhé, giá cả thì mình sẽ báo giá phụ thuộc theo tùy thời điểm, nhưng mà giá đang rất là tốt nhé. Thì anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ sớm ha, hotline mình nhé, 0974644973. Phung bóc đầy đủ phụ kiện. Đây là mở khóa này, mở này bên trong ha, quá đẹp ha. Rồi anh em có nhu cầu mua thì liên hệ hotline mình nhá, giá cực kỳ tốt cho anh em luôn.